Em xin mến chào anh chị và các bạn yêu thích cây mai vàng. Trước tiên thì cũng xin được chúc cho anh chị luôn luôn thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, may mắn và thành công trong tất cả mọi công việc. Thì ngày hôm nay là 23 tháng 1 âm lịch. Em cũng làm clip để chia sẻ đến với anh chị về việc sử dụng cốc 85 để phun phòng nấm bệnh cho cây mai trong cái thời điểm đầu năm, sau khi chúng ta bấm xả tàn, như là sau khi mà những cái chồi non nó chưa có nhú ra ha. Thì chúng ta phun phòng để hạn chế một số nấm bệnh trên cây mai trong cái thời điểm đầu năm này, nhất là nấm hồng. Thì khi cây mai chúng ta nó sạch bệnh, khỏe, thì những cái đợt lọc non nó sẽ phát triển ra rất là mạnh ha. Thì cốc 85 đó là một loại thuốc phòng và trị bệnh dạng gốc đồng ha anh chị. Nó là dạng gốc đồng. Thì chúng ta có thể phun ở trên thân cành, trên lá, hoặc anh chị có thể pha để tưới dưới gốc đều được ha. Cái cốc 85 này nó cho phép chúng ta phun ở trên thân cành hoặc tưới dưới gốc, hay là những cây mà nó bị những vết nấm bệnh trên thân quá nặng thì chúng ta có thể pha và chúng ta dùng cọ để chúng ta quét trực tiếp lên vết bệnh ha. Nhưng anh chị phải chú ý, bởi vì nó là dạng gốc đồng cho nên nó rất là nóng ha. Nếu như anh chị mình lạm dụng, chúng ta pha quá đậm đặc, chúng ta quét lên cái thân cành thì nó sẽ làm cho cái da cây ở chỗ vị trí chúng ta quét thuốc nó khô và nó nứt ra ha. Nó khô và nó nứt. Cho nên cái liều lượng anh chị mình phải theo hướng dẫn của nhà sản xuất, người ta ghi trên bao bì ha. Thì như những clip trước em cũng đã chia sẻ đến với anh chị, tức là cây mai chúng ta sau khi chơi bông tết, cũng như sau khi anh chị mình bấm sạc tàn cho cây, thì thời điểm này là cây mai của chúng ta nó chưa có nhú ra những cái chồi non, thì chúng ta tranh thủ phun 1 đến 2 lần cái cốc 85 hoặc châm bông để phòng ngừa một số cái loại nấm bệnh ở trên cây, đặc biệt là bệnh nấm hồng trong cái thời điểm đầu năm này ha. Đặc biệt là bệnh nấm hồng thì chúng ta phun phòng trước. Và cái thứ hai là khi anh chị mình phun phòng được sớm cho cây thì nó sẽ hạn chế tối đa cái tình trạng khô cành chết nhánh ở trên cây ha. Bởi vì thường những cây mai sau khi anh chị mình chơi bông tết, cây nó mất sức mà gặp nấm bệnh nó xâm nhập thì rất dễ xảy ra cái hiện tượng là nó khô cành, khô một hai cành ở trên cây. Nhất là những cây mai ghép thì sẽ thường xảy ra cái tình trạng này hơn đối với những cây mai rin ha. Những cây mai ghép thì nó rất hay xảy ra cái tình trạng là sau khi chơi bông tết, chúng ta bấm xả tàn thì nó sẽ khô một hai cành. Cho nên anh chị phải lưu ý ha, chúng ta xử lý được sớm thì cây mai chúng ta nó khỏe, nó sẽ có cái đà nó phát triển rất là mạnh ha. Thì sau khi cây mai mình nó đã có cái đà và nó phát triển mạnh rồi thì nó sẽ hạn chế tối đa nấm bệnh nó xâm nhập ha. Còn khi cây mai mà nó cứ yếu, nó eo ụt thì rất là nhiều nấm bệnh nó tấn công. Đó rồi, còn về cái liều lượng của cái cốc 85 này thì nhà sản xuất người ta quy định ở trong đây, tức là pha 40 đến 60 gram ha, cho một bình 16 lít, phun hoặc tưới gốc. Nhưng cái gói này nó chỉ có 20 gram nha anh chị. Gói này nó chỉ có 20 gram ha. Thì một gói như thế này chúng ta pha cho 8 lít nước, chúng ta phun ướt đều trên thân cành 1 đến 2 lần, cách nhau một tuần. Anh chị có thể sử dụng cốc 85 hoặc là châm bông ha. Một là cốc 85, hai là anh chị có thể sử dụng châm bông. Anh chị mình mua được loại nào thì chúng ta sử dụng loại đó. Chúng ta phun phòng cho cây 1 đến 2 lần trong cái thời điểm đầu năm này. Bởi vì đầu năm này chủ yếu chúng ta phòng là phòng nấm hồng nha anh chị. Phun phòng nấm hồng ha. Rồi, và bây giờ em sẽ pha thuốc để phun cho những cái mai của em. Thì anh chị mình cùng xem. Thì ở đây một gói người ta quy định là pha cho 8 lít nước ha. Thì cái xô này của em đầy là 20 lít. Thì em múc bớt ra 4 lít ha anh chị. Múc bớt ra 4 lít. Thì nó còn 16 lít ha. Em pha cho hai gói. Em pha hai gói cho một cái thùng 16 lít như thế này để em phun. Và anh chị mình phải lưu ý là đối với cái cốc 85 ha, nó là dạng gốc đồng cho nên anh chị mình không nên pha chung với bất kỳ một cái loại phân thuốc gì khác ha. Chúng ta chỉ sử dụng riêng một mình nó thôi ha.
Bởi vì nhà sản xuất người ta cũng khuyến cáo là không không pha chung với những loại thuốc khác ha. Nó là gốc đồng cho nên khi anh chị mình pha chung với những loại phân thuốc khác thì nó sẽ mất tác dụng ha. Nó sẽ làm mất tác dụng. Tốt nhất là chúng ta sử dụng riêng một mình nó ha. Rồi. Đó rồi thì sau khi em đã pha thuốc, em cũng phun một vài cây để anh chị mình cùng xem ha. Thì anh chị mình cứ phun ướt đều trên thân cành cho cây ha. Chúng ta phun ướt đều trên thân cành. Đó. Thì anh chị có thể phun vào buổi sáng sớm hoặc là chiều mát ha. Nếu như cây anh chị mình nó đã ra lá thì anh chị mình nên phun vào buổi chiều ha, nên phun vào buổi chiều mát. Còn như ở vườn em thì hiện tại là chưa có nhú chồi nha anh chị. Em mới xả tàn đây được 10 ngày thì nó chưa có nhú chồi non ha. Này ha. Cây này cũng vậy. Chúng ta cứ phun ướt đều ở trên thân cành của cây. Để phòng cũng như hạn chế nấm bệnh. Nó nhất là nấm hồng ha, nhất là nấm hồng trong cái thời điểm đầu năm. Đây. Anh chị mình lưu ý ha. Nhớ là không pha chung cốc 85 với những loại phân thuốc khác ha. Bởi vì nó là dạng gốc đồng là anh chị mình không pha chung với những loại phân thuốc khác ha. Nhà sản xuất người ta đã khuyến cáo như vậy thì mình nên áp dụng theo ha. Chứ để có nhiều anh chị cứ hỏi là cốc 85 pha chung với thuốc sâu bò tỉ, rồi cốc 85 pha chung với phân này phân kia được không? Thì em chưa bao giờ pha cốc 85 chung với bất kỳ một cái loại phân thuốc nào. Cho nên em cũng chia sẻ anh chị mình là không ha. Còn ví dụ như anh chị mình thấy những anh em nào mà người ta chia sẻ áp dụng pha chung được thì anh chị có thể áp dụng ha. Đã nhà sản xuất người ta khuyến cáo là không nên pha chung thì mình phải tất nhiên là nó phải có lý do người ta mới khuyến cáo ha. Còn như những loại thuốc nấm bệnh khác như Mancozeb hoặc là Antracon hay Ridomingol thì nhà sản xuất người ta có ghi rõ là có thể pha chung với những loại thuốc bảo vệ thực vật khác ha. Thì chúng ta pha chung thuốc sâu bò tỉ chúng ta phun. Còn cái gốc đồng là chúng ta không nên pha chung ha. Anh chị mình thấy cái thời tiết ở đầu năm, không biết ở chỗ anh chị mình sao chứ ở chỗ em nắng quá trời. Mới có hơn 7 giờ sáng mà nắng khủng khiếp nắng. Trời rất là nắng luôn. Thì đây là cái thời điểm đầu năm thì em sử dụng một hai lần cái cốc 85 hoặc là châm bông em phun cho cây ha. Còn khi mà chồi lá nó đã phát triển mạnh, lá đã xanh già thì em chỉ sử dụng duy nhất là Mancozeb em phun. Khi đó em chỉ sử dụng duy nhất là Mancozeb em phun ha. Để phòng nấm bệnh trên bộ lá của cây. Còn cái đầu năm này thì chủ yếu là em phun để phòng nấm hồng thôi. Thì em sử dụng một là cốc 85, hai là châm bông. Nhưng do châm bông ở chỗ em nó hết rồi, em mua cốc 85 em phun ha. Anh chị mình nhớ ha, nếu như cây mai của mình mà chồi lá nó đang xum xuê trên cây thì chúng ta phun vào buổi chiều mát ha. Không nên phun khi trời nó nắng như thế này. Nó sẽ làm cho những cái đọt non nó bị
thì bị cháy bị teo lại ha. Còn như cây của em thì anh chị mình thấy nó trọc lóc không có gì ha. Đây nữa chị thấy ha, cây của em thì cây nào cũng đang trọc lóc như thế này, chưa có gì hết ha, chưa có ra chồi mới, chưa có gì hết, đang trơ cành ra như thế này thôi. Thì em phun lúc trời nắng này cũng không sao ha. Đây em phun thêm một hai cây nữa rồi em sẽ tắt máy dừng clip để em tiếp tục công việc. Thì anh chị mình thấy em chia sẻ hợp lý thì có thể áp dụng cho cây mai của mình ha. Chúng ta chỉ phun hai lần trong thời điểm đầu năm này, khi chồi mới nó chưa nhú ra là được ha anh chị. Còn sau khi mà chồi nó đã nhú ra thì những cái lá non chúng ta không phun thuốc ha. Khi cây nó nhú chồi non ra chúng ta không phun thuốc nấm ha, chúng ta chỉ phun thuốc sâu và bò trĩ thôi. Khi nào lá nó chuyển sang màu xanh già thì lúc đó chúng ta mới phun thuốc nấm cho cây. Đó rồi, thì ngày hôm nay cũng nhân tiện em sử dụng cốc 85 để phun phòng nấm bệnh cho cây mai trong cái thời điểm đầu năm này, sau khi chồi non nó chưa có phát triển ra, thì em cũng quay và chia sẻ đến với anh chị. Thì hy vọng cũng có thể giúp ích được anh chị mình phần nào trong việc trồng chăm sóc cây mai. Thì clip tới đây em cũng xin được tạm dừng. Trước khi kết thúc em cũng xin được cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn luôn theo dõi và tin tưởng những gì em chia sẻ. Và anh chị mình xem sau, nếu yêu mến và tin tưởng em thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới và nhấn vào chuông thông báo để đón nhận những clip tiếp theo. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.